xe Khánh Đức chở ba bờ lời. Đấy, hôm nay anh em làm bỏ bờ lời nữa. Hôm nay bờ lời có giá, bờ lời tươi 4.000 nha. Đấy, anh em đang gót kia này. Đó, thấy chưa? Đây húc bào ba la này, to lắm, hơn một tạ. Đây nam nữ tập trung đây. Đây đây vô vô. Alo. Rồi, ok. Chờ hôm nay hơn 60 bao. Quá nhiều rồi. Chuẩn bị đi về nhá. Hello mọi người nhá. Hôm nay mình tiếp tục quay cho các bạn xem xe của Thanh Đức. Chở 60 bao cái bao gói bờ lời. Sửa xuống rất nhanh anh em. Rồi, đập đá kìa. Hai thương à?